Hello anh chị em và các bạn. Đây là toàn cảnh công viên của Vinhome. Đây, toàn cảnh công viên. Cái trước mặt của anh chị em và các bạn là cái đài vọng cảnh. Đài vọng cảnh của Vinhome. Đây, trước mặt đây là toàn bộ cái công viên luôn. Đây, đây là cái tòa Lê Mắc. Đây anh chị em các bạn này. Đó, đây là cái tòa Lê Mắc. Còn dưới này là cái công viên. Ở phía trước đó là cầu Sài Gòn. Đó, cũng khá là mát. Đây, phía trước đây là cái khu biệt thự biệt lập này anh chị em các bạn này. Đây, bên trước đây là khu biệt thự biệt lập này, độc lập nhá. Khu biệt thự này rất là đắt, sát cái khu công viên này luôn. Đó, đây phía dưới này là toàn bộ cái công viên. Đấy, thì toàn bộ cái công viên này, khu công viên này phục vụ cái không gian sống cho toàn bộ mấy cái tòa này này, các cái tòa này, thì các cái tòa này không có cái khoảng không gian đâu, tất cả là đều phải xuống dưới khu công viên này. Thực ra thì cũng không đông lắm đâu anh chị, ít. Đấy, phía này là sông Sài Gòn. Quay cái này phải quay sớm. Nhìn khá là đẹp đúng không? Ban đêm này thì nó có đèn nên là nó nhìn lung linh hơn. Đấy, đây, để quay cái toàn cảnh phía dưới cho anh chị sợ coi. Đấy. Đây là toàn khu công viên luôn. Đấy. Đây anh chị này. Có hai cái đài vọng cảnh như thế này này. Đó, có hai cái đài vọng cảnh. Anh tập mình.